Xin chào các bạn, chị là Lan Anh. Chị sẽ đồng hành cùng với các bạn trong một chủ đề. Đó là em hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về lối sống không chịu thay đổi của bộ phận giới trẻ hiện nay. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá nhé. Bài làm: To be or not to be. Cuộc sống là một chuỗi hành trình để ta điểm tô thêm cho câu trả lời về giá trị sống của bản thân. Rằng ta đã sống, hay quan trọng hơn đó là đã sống như thế nào. Đi tìm câu trả lời ấy, nhìn lại chiếc gương soi về bản thân, dường như một góc của tuổi trẻ, đó là sự chai lì, lười biếng và đặc biệt là sự không chịu thay đổi, đã dẫn đến nhiều tác hại và hậu quả xấu. Lối sống không chịu thay đổi là lối sống trì trệ, bảo thủ, ngại va chạm, không chịu tiếp thu cái mới, chỉ hoài niệm về quá khứ. Lối sống này đang tồn tại ở một bộ phận giới trẻ. Không chịu thay đổi mang lại nhiều tác hại, ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân cách, khiến con người trở thành cái bóng của người khác, không thực hiện các mục tiêu trong cuộc đời, dễ gặp thất bại, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của xã hội. Con người không chịu thay đổi, tuy nhiên mọi thứ xung quanh ta thì luôn luôn không ngừng vận động và phát triển. Trì trệ, bảo thủ sẽ chỉ biến ta trở thành những kẻ tụt hậu, hạn hẹp, mãi đúc mình dưới một vỏ bọc cố định, kìm hãm khả năng phát triển, không có cơ hội khám phá tiềm năng của bản thân. Người phụ nữ bị coi là xấu số nhất thế giới, xấu nhất thế giới, Vesland Quest, ta không thể không khâm phục sự dũng cảm và bản lĩnh của người phụ nữ này. Cô không chọn việc cố gắng phẫu thuật, không chọn cách đầu hàng tạo hóa, mà luôn vươn lên trở thành một người phụ nữ quyền lực và truyền cảm hứng nhất thế giới trong hành trình thay đổi bản thân, chiến thắng hoàn cảnh bằng sự thay đổi phù hợp của mình. Đáng phê phán biết bao về một bộ phận giới trẻ lười suy nghĩ, lười dấn thân, luôn đi theo lối mòn, ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác. Cuộc sống với đường đua đầy trở ngại, những thử thách không hề giống nhau. Chính vì vậy, ta cần thay đổi chính mình, suy nghĩ, cách sống, hành vi của bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh và để có một cái tôi sống linh hoạt với một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn vô cùng ấn tượng liên quan đến lối sống của giới trẻ hiện nay. Hy vọng qua bài văn này, các bạn sẽ rút ra cho mình được những bài học và rút ra cho mình được nhiều cách viết hợp lý hơn và linh hoạt hơn các em nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát audio lần sau nhé.